Tác dụng phụ thì có thể sẽ hết hoặc là giảm thiểu sau cái quá trình điều trị. Tuy nhiên thì vẫn có một số người là mắc cái tác dụng phụ kéo dài, thì chị có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Về cái tác dụng phụ thì đấy là cái câu hỏi mà bệnh nhân rất là lo lắng. Cái tác dụng phụ ấy thì thứ nhất là chúng ta đừng quá sợ hãi, thứ hai nữa là sẵn sàng đối mặt, và cái thứ ba nữa là chia sẻ với bác sĩ. Vì mỗi một bệnh nhân thì sẽ phản ứng khác nhau với tác dụng phụ. Thì tôi cứ trả lời hơi rộng hơn một chút cái câu hỏi của MC. Về tác dụng phụ thì chúng ta biết cơ chế rồi. Ví dụ như trong hóa trị thì tác dụng phụ nó sẽ diễn ra do là cái tế bào, do cái hóa trị nó tác động đến các cái cơ quan của cơ thể. Tôi sẽ trình bày về sau. Nhưng nó còn có một vấn đề liên quan đến tinh thần. Ngày hôm kia thì tôi vừa mới tiếp một bệnh nhân, thì tôi cũng phải trao đổi là hiện nay trong cái giai đoạn mà phòng chống dịch căng thẳng, với mục tiêu số 1 là bảo vệ bệnh nhân, mục tiêu số 2 là bảo vệ nhân viên y tế, thì bệnh viện ca thì cũng là một trong các cái đơn vị mà nâng cao rất là chặt chẽ về cái phòng vệ, nâng cái bệnh viện an toàn, và thậm chí là các cái mốc dịch tễ còn nâng cao hơn cộng đồng một mức để đảm bảo an toàn. Chính vì vậy mà hạn chế người thân đi vào chăm sóc người bệnh, và nhân viên y tế chúng tôi gần như là chăm sóc toàn diện. Thì có một cái chị bệnh nhân, thì chị này mình có thể gọi là ủy mị thiết tha. Đấy cũng là một cái điều rất là tốt khi mà được gia đình quan tâm chăm sóc, nhưng mà chị quá phụ thuộc vào gia đình. Khi mà vì chúng tôi đánh giá tình trạng của chị là hoàn toàn có thể tự di chuyển được, tự phục vụ bản thân được, nên chúng tôi cũng để ông chồng ở ngoài. Ông chồng để ở gần bệnh viện thôi, để nếu cần thì có thể kết nối với bác sĩ, còn vợ hoàn toàn là trong bệnh viện. Thì vợ cảm thấy là, các quý vị có thể tưởng tượng là cái cảnh em bé mà đi vào lớp 1 xong bố mẹ quay về, cô giáo đón vào lớp 1 ấy, em vừa đi vừa khóc ấy. Thế thì đây là bác sĩ dỗ dành yêu thương, mà khẳng định với chị là yên tâm, đã có bác sĩ ở bên cạnh rồi. Thế chị ý có nằm lại vào ngày thứ 6. Trước khi ra về thì bác sĩ vẫn đến tận giường và yên tâm nha, ngày mai là rất từ từ, yên tâm, không vấn đề gì cả, bác thuốc men đâu đấy rồi. Thế thì cũng dặn dò các em trực là động viên bệnh nhân, dặn dò ăn uống. Và đến thứ hai thì thật là ngạc nhiên khi gặp lại chị. Chị đến, chị quay lại gặp bác sĩ một lần nữa để nghe các lời dặn dò và chuẩn bị chồng đón ở cổng viện rồi. Thì các cái tình trạng như nôn hay các cái vấn đề khác hầu như là nó không như là chị lo lắng quá. Rõ ràng là bệnh nhân đấy là họ luôn luôn mang một cái ám ảnh là đến bệnh viện là nôn, nhìn thấy bác sĩ là đã nôn rồi, hoặc là quá mệt mỏi rồi. Nhưng trong trường hợp này là bất khả kháng là chồng không thể vào được, vì bệnh viện chỉ cho phép những trường hợp cần thực sự hỗ trợ thôi. Và nếu có hỗ trợ ở một khu vực riêng khi cần thì mới có thể là kết nối với bệnh nhân, chứ bởi vì để dành cái sự chăm sóc đặc biệt đấy dành cho người bệnh để tránh các nguy cơ lây nhiễm. Thế thì nói như vậy để nói rằng là khi mà bác sĩ đã khẳng định về các cái cơ chế bệnh, khi đã khẳng định về thuốc men rồi, nhưng người bệnh người ta quá phụ thuộc về tâm lý là tôi mà rời bác sĩ hay tôi mà rời người thân là tôi nôn ngay, nhưng quả tình là không hề nôn. Thế thì cái vấn đề về điều trị hóa chất thì cũng phải nói thêm là cái chuẩn bị tinh thần và sự tin tưởng mà bác sĩ là rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là một số thì có các cái loại mà tác dụng phụ do hóa chất và xạ trị nó có thể có tác dụng cấp độc, trong chúng tôi gọi là độc tính ấy, độc tính cấp, và những cái hậu quả lâu dài. Thì có những nhìn chung các cái tác dụng phụ như nôn, tiêu chảy, các cái tác dụng phụ mệt mỏi nó có thể là kết thúc sớm sau quá trình ngưng điều trị, hoặc kể cả tóc rụng tóc thì nó cũng có thể mọc lại. Tôi cũng đã từng là bị khoảng 2 giờ sáng bệnh nhân gọi dậy, vì tôi thì không bao giờ tắt điện thoại cả, thường xuyên là để điện thoại 24/24 giờ. Thì bệnh nhân 2 giờ sáng gọi dậy thì một cái lý do bây giờ mình gọi là lãng xẹt đấy, nhưng mà cũng đành phải đồng cảm với bệnh nhân là bệnh nhân ngủ dậy và đi vệ sinh và nhìn vào gương thấy tóc mọc lại 2 mm. Vì chị ý rụng tóc, sau đó thì chị ý cũng luôn luôn chấp nhận là cái chuyện rụng tóc rất là sầu não. Thì tình cờ là chị thấy tóc chị ý mọc lại có 2 mm, khi mà nửa đêm dậy lúc đấy mới nhìn vào gương thấy, gọi luôn cho bác sĩ là bác sĩ ơi, tóc tôi mọc lại rồi. Ví dụ như vậy, một câu chuyện vui vui, nhưng nói rằng là các tác dụng phụ thì nó có thể hồi phục nhanh hay chậm, từ từ, nhưng có những tác dụng phụ là không bao giờ hồi phục. Ví dụ như là trong điều trị ung thư vú có một cái loại thuốc gọi là anthracycline, nó có cái tác dụng phụ là có thể ảnh hưởng đến cái cơ tim, và nó sẽ thể gây những cái tổn thương tim, suy tim không hồi phục. Chính vì vậy mà điều này dẫn đến người bệnh cần phải làm gì là chúng ta phải, khi tiếp xúc với bác sĩ, chúng ta phải nói rất rõ các cái tiền sử bệnh lý mình có từ trước. Cái thứ hai nữa là bây giờ nói vậy thôi, nhưng điều trị ung thư bây giờ tiên lượng rất nhiều loại bệnh, tiên lượng rất là tốt. Sau khi kết thúc điều trị mình trở về cộng đồng, trở thành người lao động, trở thành những người bình thường trong xã hội, và mình sẽ có cả một cái quá trình rất là dài. Chính vì vậy mà tất cả các cái thông tin bệnh tật của mình thì nên được lưu lại. Như chúng tôi thường khuyên bệnh nhân là tất cả những cái gì bác sĩ dặn dò chụp ảnh lại, xong mình lưu thành một cái file trong cái điện thoại của mình ấy, gọi là album sức khỏe chẳng hạn. Thế thì vì bác sĩ rất là cần cái thông tin. Ví dụ tôi nói cái thuốc anthracycline nó là một cái độc tính tích lũy suốt đời. Ví dụ như là bây giờ tôi dùng cho chị thuốc này thì sau 10 năm cái độc tính của nó vẫn còn, và bác sĩ cần phải biết là cái liều trong quá khứ chị dùng là bao nhiêu để xem chị còn có cái liều để dùng nữa hay không, hay bác sĩ phải chuyển qua loại thuốc khác. Thế thì tất cả các cái thông tin mình phải lưu trữ lại. Đấy là những cái thông tin rất là quan trọng. để mà giúp cho bác sĩ phòng ngừa các tác dụng phụ cho mình. Thế còn thì cũng là tác dụng phụ trên tim, nhưng một cái nhóm thuốc khác như Khatuzumab thì nó lại có độc tính nhưng nó hồi phục, khi mà mình ngưng thuốc thì nó lại hồi phục hoàn toàn. Cho nên là về vấn đề các cái tác dụng phụ của hóa trị chắc là tôi sẽ trình bày kỹ hơn trong một cái thời điểm thích hợp, có thể là lát nữa tôi sẽ trình bày kỹ hơn sau khi các độc giả đã được nghe phó giáo sư tiến sĩ Mai đã nói kỹ hơn về vấn đề dinh dưỡng. Tuy nhiên thì phải nói rằng là một số các cái tác dụng phụ nó có thể tồn tại lâu dài, thì cũng nên bác sĩ cũng nên nói trước với người bệnh để người bệnh cũng biết là đến khoảng thời gian nào thì tác dụng phụ thì nó kết thúc, và nếu nó không kết thúc thì nó là bất thường chẳng hạn. Như vậy thì chúng ta nên là trao đổi thật là kỹ với bác sĩ. Còn nhìn chung các tác dụng phụ mà thường gặp nhất trong xạ trị là đó là khô da, các cái viêm da ngay tại chỗ ấy, khô da hoặc là sạm da. Thế còn nó có những cái tác dụng phụ lâu dài mà cần phải lưu ý, đó là tác dụng phụ trên hệ thống tủy xương. Vì như tôi đã nói, điều trị ung thư bây giờ kết quả có thể rất là khả quan, và thậm chí là bệnh nhân có thể mắc một cái ung thư thứ hai là hậu quả của quá trình của các phương pháp điều trị ung thư. Ví dụ chúng ta trong quá khứ chúng ta xạ trị đâu đó vào vùng giáp chẳng hạn, ví dụ vậy, thì trong một cái khoảng thời gian rất dài về sau này mình sẽ có nguy cơ bị ung thư tuyến giáp, ví dụ như vậy. Thế cho nên là nói như vậy, khi mà người ta đã biết được thì người ta sẽ có biện pháp phòng ngừa, nhưng có nghĩa rằng là mình phải có một cái profile, một cái hồ sơ, một cái lý lịch về y tế của mình riêng cho bản thân mình để chúng ta cung cấp cho bác sĩ khi bác sĩ quyết định điều trị trong bất kể một cái bệnh gì đó cho mình. Dạ vâng, những chia sẻ của bác sĩ ra thì có thể thấy là các bác sĩ không chỉ là những người điều trị mà còn là những người đồng hành vô cùng quan trọng trong cái việc giữ vững tinh thần cho bệnh nhân, đúng không ạ? Kinh Fucoidan and Agaricus, sản phẩm hỗ trợ tăng cường sức khỏe cho bệnh nhân ung thư với thành phần chính là Fucoidan, chiết xuất từ tảo nâu mozuku Nhật Bản, kết hợp với nấm Agaricus chứa hàm lượng beta glucan cao nhất, mang lại hiệu quả cao khi sử dụng. Nguồn nguyên liệu tự nhiên, an toàn, không nhiễm phóng xạ và kim loại nặng. Thành phần được chiết xuất tinh khiết, không lẫn các tạp chất, không chứa iốt, mang lại nhiều công dụng cho sức khỏe người bệnh như hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, trung hòa các gốc tự do, chống lão hóa cho cơ thể, đặc biệt hỗ trợ làm giảm tác dụng phụ của hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan có dạng viên nang, nhỏ gọn, dễ uống, bên trong chứa dạng bột hoạt chất tinh khiết, giúp hấp thu nhanh chóng và dễ dàng, đặc biệt rất an toàn, không tác dụng phụ. Kinh Fucoidan được sản xuất tại nhà máy Nhật Bản, đạt chuẩn GMP, nhập khẩu nguyên hộp, có đầy đủ tem nhãn, giấy tờ, chứng nhận. Đối tượng sử dụng Kinh Fucoidan bao gồm người trưởng thành muốn tăng cường sức đề kháng, người đang tiếp cận các hóa chất độc hại. Kinh Fucoidan and Agaricus được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và phân phối độc quyền bởi Công ty Cổ phần Dược phẩm CICINA. Gọi ngay cho chúng tôi 1800 0069, tổng đài miễn cước để được tư vấn trực tiếp. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.